Thủ đô Hà Nội, cái nôi của hơn 1.350 làng nghề và làng có nghề, hội tụ 47 trên 52 nghề truyền thống của cả nước. Đây là dư địa lớn để thành phố phát triển sản phẩm chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP. Theo báo cáo của Văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội, có 334 làng nghề, nghề truyền thống và làng nghề truyền thống được Ủy ban nhân dân thành phố công nhận thuộc địa bàn 25 quận huyện thị xã, gồm 269 làng được công nhận danh hiệu làng nghề, 60 làng được công nhận danh hiệu làng nghề truyền thống, 5 nghề được công nhận nghề truyền thống. Cũng theo Văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội, lũy kế từ năm 2019 đến nay, Hà Nội đánh giá phân hạng được trên 2.700 sản phẩm, trong đó có 6 sản phẩm 5 sao, 12 sản phẩm tiềm năng 5 sao, trên 1.400 sản phẩm 4 sao và 1.220 sản phẩm 3 sao.